Chị tên gì? Em tên Điệp. Diệp hả? Diệp. Em kêu cũng Điệp á. Điệp á. Dạ. Tên Điệp phải không? Dạ. Chị nhiêu tuổi rồi? Cũng có chồng không? Có chồng, có một đứa con. Rồi anh chồng làm gì? Anh chồng ở nhà giữ con. Giữ gì? Giữ con. Giữ con ở nhà hả? Rồi chị đi bán. Dạ. Rồi bây giờ chị nhận giùm em phần quà này nè ha, của gia đình của anh Nết á, gửi tặng cho chị là một thùng mì với 300 ngàn ha. Chị nhận rồi, chị cảm ơn anh Nết giùm em cái ha. Đây 300. Rồi chị cảm ơn anh Nết giùm em cái. Cảm ơn anh Nết. Rồi thay mặt anh Nết chúc chị nhiều sức khỏe ha, gắng vượt qua khó khăn hả chị. Rồi chào chị. Mấm gà bán đắt không? Dạ ơi anh ơi. Rồi bà già mấy gà có đi bán không? Dạ bệnh ở nhà, bị với con lạnh với anh. Bị gì vậy? Bị tai biến hả? Bà không phải bị tụt máu á. Mà bây giờ nằm với cao lạnh. Dạ ở nhà cái giò thì bị nhiễm trùng máu. Nghe thấy hết hồn đó anh ơi. Là bây giờ là đi bán của mình. Dạ em đi bán cho đông. Rồi bữa nay còn với số nữa đó hả? Còn. Trời ơi. Nè bây giờ nhận phần quà này là của anh Nết. Dạ. Gia đình của anh Nết á là một thùng mì với 300 ngàn nè, Mập nhận rồi, cảm ơn. Rất nghèo nè. Rồi bây giờ thay mặt anh gia đình Nết ha, chúc Mập nhiều sức khỏe ha. Dạ, gắng lo cho mẹ vượt qua khó khăn ha. Dạ dạ. Rồi chào Mập ha. Dạ. Rồi. Biết quả nhận không đây. Chị ơi. Nói nghe nè. Em cho quà mấy người nghèo đó chị có nhận không? Ừ. Nhận không? Ừ. Rồi chị chờ em chút ha. Ừ. Chị tên gì? Thi. Thi hả? Ừ. Có gia đình không? Chưa. Chưa có chồng luôn. Chưa. Rồi chị bán số này là ở với ai? Ở với mẹ hả? Ở với anh. Ở với anh hả? Anh vậy luôn. Anh hả? Ừ, anh vậy luôn. Rồi hàng ngày là anh nấu cơm cho ăn hả sao? Ừ. Rồi chị đi bán vé số về là chiều mới về. Ừ. Là nãy chị nói chị tên gì? Thi. Thi. Rồi chị Thi. Hôm nay chị nhận giùm em cái phần quà này là của gia đình của anh Hết á. Gửi cho chị một thùng mì với 300 ngàn. Cảm ơn nha, cảm ơn. Chị nhận rồi, cảm ơn anh Hết giùm em. Cảm ơn anh Hết rồi nha. Dạ anh Hết. Anh Hết, cảm ơn anh Hết nè. Rồi thay mặt gia đình anh Hết ha, chúc chị nhiều sức khỏe, gắng vượt qua khó khăn hả chị. Dạ. Rồi đi bán đi chiều rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rồi. Mưa lên tạp nhà không? Mưa ơi. Không có bà ơi, đi đâu rồi? Anh. Sao bữa nay ra đây nằm rồi? Dạ. Sao bữa nay ra đây nằm rồi? Ngủ trưa nắng hả? Ở trong nhà nực đúng không? Chết rồi trời ơi. Sao bữa nay lấy cái áo này ra mặc gì? Áo thun đâu không mặc cho nó mát. Áo thun không mặc cho nó mát, mặc cái áo này nực chết luôn. Không có hả? Hết trơn áo luôn hả? Trời ơi trời. Tóc tai này cũng dài sọc luôn, không hớt luôn. Rồi ăn cơm nước gì chưa? Dạ. Rồi hả? Rồi sáng giờ có buffet chưa? Chưa. Cho anh 5 ngàn anh rồi. Rồi, để tôi đưa tiền cho nè. Cho 10 ngàn được không? Nè, chị Châu á, gửi cho anh 500 ngàn. Anh nhận rồi, cảm ơn chị Châu giùm em cái đi. Cảm ơn chị Châu. Rồi giờ đi đâu rồi? Đi đỡ đằng nhà ông cậu thăm bệnh anh em đó. Nó đau bệnh hậu. Đi chơi sớm hơn về sớm. Đi ra có khi nào bị bà lấy tiền lại không? Có nhiều khi cái bữa nào bà thấy bà cho. Rồi thôi. Tiền ăn trộm nghỉ đó cái bả bớt luôn. Coi chừng ra bả chặn đường bả lấy tiền đó.
giờ là đi luôn đó hả? Ú phê rồi. Chỗ đi ú phê đi bà, cản được đâu. Máy số hết chưa? Chị? Hết hả? Bây giờ cho quà nè, nhận không? Ghé lên đi. Lũi vô, lũi vô bờ. Ừ. Xích chưa nữa. Cảm ơn nhiều. Wow. Đắng chân đi yếu quá trời, yếu rồi. Bữa nay bán mau hết vậy, sớm vậy? Dạ. Mỗi bữa bán được nhiều vé? Có anh 50-60, bữa hổm bị xe đụng tới giờ bán hết xịt rồi. Dạ. Rồi bây giờ bữa nay chị nhận giùm em cái phần quà này là của gia đình của anh Nết ha. Dạ. Gửi cho chị là 300 tiền mặt. Dạ. Với một thùng mì. Dạ. Chị nhận rồi, cảm ơn gia đình của anh Nết giùm em ha. Dạ dạ, cảm ơn nhiều. Tại vì có mình anh cái thật á. Nè tiền nè. Dạ. Chị cảm ơn giùm em gia đình anh Nết á. Dạ dạ dạ. Rồi. Em đi nha chị. Dạ dạ dạ. Mấy em gầy khỏe không chú Mu? Bữa nay là đi chợ là mấy đứa nhỏ nó đi hả? Nhỏ đi không, tôi có đi được không? À. Là giờ cái giỏ yếu đi lên đi xuống không khó luôn hả? Bây giờ chú Mu nhận giùm con cái phần quà này nè, là của anh Nết ở bên nước ngoài á, là một thùng mì với 300.000 tiền mặt nè. Chú Mu nhận rồi, cảm ơn anh Nết giùm con nha. Rồi bây giờ thay mặt gia đình anh Nết ha, chúc chú Mu nhiều sức khỏe, gắn vượt qua khó khăn hả chú Mu? Dạ. Dạ rồi, chào chú về ha. Dạ. Chú cho hỏi chú tên gì vậy? Tên Nhánh. Hả? Tên Nhánh. Nhánh hả? Rồi ông có vợ con gì không? Hả? Có vợ con gì không? Không. Rồi là hàng ngày đi bán số hả? À. Ngày bán được nhiêu tấm? Có vài chục ngàn. Rồi bây giờ nhận cái phần quà này là của anh gia đình anh Nết ha. Gửi cho chú Nhánh là một thùng mì với 300.000. Chú Nhánh nhận rồi, cảm ơn gia đình chú Nết giùm mình. Cảm ơn gia đình anh Nết. Dạ, cảm ơn. Dạ, rồi thay mặt gia đình Nết ha, chúc chú Nhánh nhiều sức khỏe ha. Rồi rồi, chào chú. Cho con hỏi gì tên gì vậy? Dạ, Phan Thị Bé. Phan Thị Bé. Dạ. Nhà có con gì không mà đi bán số vậy? Không có con, không có chồng. Mà tôi ở trước cửa mà của vựa mũ Nam Nhơn đó. Dạ. Rồi tôi ở dưới cái hẻm nhỏ đó, có cái vườn bề ngang có tôi rồi chú ơi. Bây giờ con gửi cho cô phần quà, cô nhận rồi cô cảm ơn người ta giùm con nha. Dạ, tôi cảm ơn chú quá mừng. Có cái cô đó cổ. Đây. Dạ. Tôi không có nói giấu gì chú, tôi có thằng cháu dễ nó bị tai nạn năm nay nữa 10 năm, mà vợ nó đi thằng mướn thằng thê nó cho. Dạ. Thằng chú ơi, bây giờ cái này là một thùng mì nè ha. Dạ. Với 300.000 tiền mặt. Dạ. Cô cảm ơn giùm con là gia đình của chú Nết á. Gia đình. Dạ, tôi cảm ơn chú gia đình chú Nết, gia đình của chú Nết
Dạ. Là có tặng cho tôi 300 ngàn với một thùng mì, tôi quá mừng. Dạ. Dạ. Tôi... Rồi thay mặt gia đình chú Nết chúc cô nhiều sức khỏe, gắng vượt qua khó khăn với cô. Rồi con chào cô ha. Dạ. Món gà khỏe không? Khỏe. Dạ. Ai ạ? À? Con Toàn. Anh Tấn ơi, bữa nay cái phần quà này là của chị Năm á, gửi cho anh là 500 ngàn. Anh nhận rồi, cảm ơn chị Năm em. Ai em bà? Chị Châu á. Em cảm ơn chị Châu tặng tiền quà 500 ngàn. Cảm ơn mình đầu. Dạ, rồi thay mặt chị Châu em cảm ơn anh Tấn rất nhiều ha. Rồi thay mặt chị Châu chúc anh nhiều sức khỏe ha. Dạ. Gắng vượt qua khó khăn ha anh Tấn. Dạ. Rồi, chào anh về ha. Dạ. Con về luôn bà ơi. Dạ dạ. Ông Năm ơi, nay chị Châu á gửi cho ông Năm với Khánh Linh là 500 ngàn, ông Năm nhận rồi, cảm ơn chị Châu em chùm con ơi. Dạ. Dạ rồi, thay mặt cô Châu chúc chú Năm với Khánh Linh nhiều sức khỏe ha, gắng vượt qua khó khăn ha Khánh Linh. Chúc cho cô Châu ơi. Ờ. Chúc cô Châu sức khỏe. À, rồi. Rồi chào Khánh Linh về ha. Rồi, bye bye rồi. Nhìn đây nè, nói tôi mà nhìn đâu chàng. Quá kỳ rồi, nói chuyện với tôi mà nhìn đâu đâu không à. Khánh Linh ra nhận giùm này Khánh Linh. Nè, của cô Tám gửi cho Khánh Linh 10 kg gạo, nửa ký lạc xưởng với 100 ngàn nè, nhận cảm ơn cô Tám giùm cô giùm. Cảm ơn bà Tám. Quay mặt lại. Cảm ơn cô Hương. Cảm ơn cô Hương. Ờ. Cảm ơn bà Tám nói. Cảm ơn bà Tám. Nói. Ờ, quay mặt qua đây cái coi. Chúc cho bà Tám sao? Chúc bà Tám, chúc bà Tám. Cảm ơn. Chúc bà Tám coi sao? Chúc bà Tám thật nhiều sức khỏe nha. Rồi, thay mặt bà Tám chúc Khánh Linh nhiều sức khỏe ha, gắng vượt qua khó khăn ha. Cảm ơn bà Tám. Cảm ơn bà Tám đi nha. Rồi rồi. Ông tên gì vậy? Tên gì? Ông tên gì? Tèo. Tèo hả? Nhà mấy anh em? Nhà của mình. Có mình hả? Rồi ba mẹ? Có mẹ không hả? À. Rồi bữa nay nhận giùm phần quà đi, lấy gạo đi Tuấn Anh. Để lên xe đó luôn đi, ừ, đang mới thấy được. Rồi nói đi Tuấn Anh. Đây phần quà của cô Hương gửi tặng cho anh là 10 ký gạo với nửa ký lạc xưởng với 100 ngàn. Anh nhận giùm, anh cảm ơn cô Hương. Cảm ơn cô. Rồi thay mặt cô Hương chúc anh nhiều sức khỏe ha, gắng vượt qua khó khăn ha. Rồi em chào anh đi ha. Rồi. Anh nhận em phần quà đi, đưa đi Tiếng Anh. Này sao cầm nổi, kiếm chỗ nào gỡ đi nữa về, xách về. Để xách đó nè. Đưa không cầm được không? Cái tay yếu xìu à. Cái số mà mày. Rồi. Thôi cho nằm đi, khỏi. Nằm đi. Rồi để đây nè Tiếng Anh. Để nó đi, ngồi xuống luôn. Cô tên gì? Viên kìa. Viên. Rồi cô ngồi xuống giùm đi. Rồi. Đây là cũng của cô Hương. Dạ. Tháng 7 là cô Hương gửi cho gia đình là 10 ký gạo với nửa ký lạc xưởng với 100 ngàn tiền mặt. Rồi cô nhận giùm cô cảm ơn. Dạ, nói cảm ơn cô Hương. Dạ, rồi thay mặt cô Hương chúc cho gia đình nhiều sức khỏe ha, gắng vượt qua khó khăn ha. Mấy gà khỏe không Viên? Khỏe không? Khỏe à. Khỏe rồi hả? Mấy em gà ba có đẩy xe đi chơi không? Có. Có hả? Rồi, chào Duyên về ha. Về ha anh chị. Dạ. Rồi. Dạ, trời mưa. Hãy nói vào cái xe dính bụng á. Mưa trông á ha. Mưa gì á. Vỗ. Xe của người ta mà ông chạy dơ phải rửa chứ. Dặn nó đạp á, hai cái bàn để rồi đạp quẹo công luôn. Không kịp rửa cho nó. Rồi. Cảm ơn. Nhiều người ta không nhận á trời. Kêu ông lại hỏi chứ.
chỗ quẹo 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 trong nè phải Tuấn Anh. Có hoài cái nhãn không? Không nhãn đó thấy chưa? Đâu phải ai ta cũng nhận đâu. Ủa, tôi ghé cho cái Linh với lại ông gì nào đó, ông gì hai mày chạy huốt tao cho mình rồi.